không có chiều cao ngút tầm mắt, không có thân gỗ rắn chắc, cũng chẳng có hoa trái mọng nước, nhưng thiên nhiên khắc nghiệt không thể ngăn cản sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong thân hình khiêm tốn ấy. Chẳng vùng đất nào không có dấu vết của chúng, trừ cái lạnh tuyệt đối của miền Nam Cực. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng lại là họ thực vật quan trọng nhất đối với sự tồn vong của nhân loại. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có chúng mới thỏa mãn được cái ăn cho hàng tỷ con người, cùng bầy súc vật nhung nhúc cả bốn chân lẫn hai chân. Vâng, chúng ta đang nói đến họ thực vật với cái tên khoa học là Poaceae, trong tiếng Việt là hoa thảo, còn thân thuộc hơn chính là cỏ. Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã thống kê được hơn 600 chi với trên 10.000 loài khác nhau thuộc họ cỏ. Dưới góc độ phân loại sinh học, cỏ không chỉ bao gồm cỏ dại hoặc cỏ cho gia súc ăn như ta thường nghĩ, mà còn có cả các loại ngũ cốc, cây mía, cây ngô nữa. Đừng quá ngạc nhiên, vì trước khi trở thành những giống cây thơm ngon và có thể ăn được như ngày nay, tổ tiên chúng ta ngày trước đã phải dành nhiều ngàn năm để phân loại, thuần hóa và lai tạo chúng từ hàng hà sa số những giống cây dại khi xưa. Các loài thuộc họ cỏ nói chung là loài thực vật chiếm ưu thế tại một trong những hệ sinh thái quan trọng hàng đầu trên trái đất, các thảo nguyên. Theo ước tính, hệ sinh thái thảo nguyên bao phủ khoảng 20% diện tích bề mặt đất liền, còn tính riêng ở châu Phi, con số này vượt quá 50%. Nhắc đến thảo nguyên, chúng ta thường nghĩ đến những vùng đất trải rộng ngút ngàn, được bao phủ bởi thảm cỏ xanh biếc đến tận đường chân trời. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang là vạn mã đôn bằng, gió bụi mù mịt. Muốn tận hưởng khung cảnh hùng tráng ấy, phải chịu khó theo chân đoàn lữ hành đến thánh địa Du Mục Mông Cổ hoặc cưỡi xe địa hình trên Sa Phan Phi Châu. Tuy nhiên, nếu sinh sống tại Kỷ Tân Cận, chỉ cần mở mắt ra thôi, bạn cũng có thể bắt gặp cảnh này ở gần như bất cứ đâu. Trong chuyến hành trình ngày hôm nay, máy thời gian sẽ đưa các bạn dòng ruồi trên thảo nguyên vô tận của 20 triệu năm về trước. Hãy thắt chặt dây an toàn trước khi mình nhấn ga hết tốc lực nào, vì có lẽ bạn sẽ không muốn bị bắt kịp bởi một con chim điên rồ nào đó đâu. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, Kỷ Tân Cận, Neocene, là kỷ địa chất tồn tại trong khoảng từ 23 cho đến 2,58 triệu năm trước, bắt đầu từ khi kỷ cổ cận, Paleocene kết thúc, cho đến khi kỷ đệ tứ hiện tại bắt đầu, cho đến cuối kỷ này. Trên bản đồ thế giới, các lục địa đã tiến vào gần đúng vị trí ngày nay như ngày nay chúng ta được biết. Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã được nối liền với nhau bằng eo đất hẹp Panama sau hàng triệu năm tạm thời chia cắt. Châu Phi tiếp tục áp sát vào lục địa Á Âu. Phần còn lại của đại dương Tê Thít cổ đại biến mất, để lại tàn dư địa Trung Hải, Biển Đen, Biển Đỏ và Biển Caspi. Kèm theo với đó là sự hình thành của bán đảo Ả Rập. Trên địa Trung Hải, bán đảo Ý va chạm với phần còn lại của châu Âu để hình thành nên dãy núi Alps. Còn lại châu Á, tiểu lục địa Ấn Độ va chạm với khu vực Nam Á, hệ quả là tạo ra nóc nhà của hành tinh hiện nay, sơn mạch Himalaya hùng vĩ. Điểm khác biệt dễ thấy nhất so với thế giới ngày nay của địa lý Kỷ Tân Cận có lẽ là diện tích đất liền lớn hơn thấy rõ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khí hậu ngày càng lạnh hơn, tiếp nối sự suy giảm nhiệt độ đã diễn ra từ cuối kỷ cổ cận trước đó. Tiết trời mát lạnh làm suy giảm lượng mưa, các núi băng ở hai cực phình to ra khiến mực nước biển suy giảm từ hàng chục đến cả trăm mét, làm lộ ra những cây cầu đất nối liền Á Âu với châu Phi và lục địa Bắc Mỹ. Địa Trung Hải và Đại Tây Dương cũng từng bị chia cắt do sự kiện này. Sự tồn tại của những cây cầu đất này có thể là cho đến tận khi băng tan. Khi thời kỳ băng hà kết thúc vào kỷ đệ tứ đã tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các hệ sinh vật từng khá biệt lập với nhau trước đây, bao gồm cả con người, vốn có nguồn gốc là loài vượn người phương Nam Allopithecus, xuất hiện trước tiên ở châu Phi. Không dừng ở đó, khí hậu lạnh cùng với việc mực nước biển thấp cũng đã gây ra tình trạng suy giảm đa dạng sinh học nghiêm trọng ở các vùng biển. Do vậy, chúng đã tạo ra điều kiện hoàn hảo để nuôi dưỡng hai loài săn mồi vĩ đại bậc nhất nơi lòng đại dương, siêu cá mập Odontomegalodon và thủy cái họ cá voi Leviathan. Thảo nguyên mặt trời không bao giờ lặn, khí hậu lạnh và khô của kỷ Tân Cận đã tạo điều kiện lý tưởng cho hệ sinh thái thảo nguyên phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Các cánh rừng với cây cao rậm rạp tiếp tục bị thu hẹp. Ngoài ra, lượng mưa thấp, hiện tượng đóng băng gia tăng đã khiến nhiều sông suối khô kiệt, dẫn đến sự hình thành của các hoang mạc ở nhiều vùng châu thổ từng xanh tốt trước đó. Chứng nhân nổi tiếng nhất chính là sa mạc Sahara, được hình thành trong chính giai đoạn này. Thảo nguyên được cấu thành từ hai từ là thảo, là cỏ, nguyên là cánh đồng, ghép lại thành đồng cỏ, từ đồng nghĩa với nó trong tiếng Anh là savanna, hay còn gọi là savan. Theo ý nghĩa nguyên bản,
Savan còn được hiểu là vùng đất không có cây, nhưng có nhiều cây cỏ lớn nhỏ. Do vậy, nhiều người thường nghĩ thảo nguyên là nơi chỉ có kính thưa các loại cỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, dần dần khái niệm này cũng được thay đổi. Từ chỗ chỉ có cỏ thì còn có thêm cả cây đủ kích cỡ, nhưng cỏ vẫn là loài chiếm ưu thế hoặc đóng vai trò quan trọng. Điều này là hoàn toàn phù hợp với các đặc tính về mặt sinh thái, tùy thuộc vào vĩ độ cao hay thấp, khí hậu cụ thể của từng khu vực địa lý, thổ nhưỡng, lượng mưa, nguồn nước, độ cao địa hình và nhiều nhân tố khác mà cỏ có thể bao phủ nhiều nhất, từ 25 cho đến 80% diện tích thảm thực vật. Kích thước và chủng loại cỏ theo đó mà cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, dù có khác biệt nhiều hay ít, thì bất kỳ hệ sinh thái thảo nguyên nào cũng cung cấp môi trường lý tưởng cho những loài ăn cỏ cỡ lớn như voi, tê giác, bò rừng, linh dương, ngựa sinh sôi nảy nở bởi hai lý do chính: thức ăn dồi dào và hạn chế nơi ẩn nấp của những loài săn mồi thù địch. Những cái tên nổi bật nhất của thời đại này có thể kể đến là siêu voi Deinotherium, phân bố chủ yếu ở châu Phi và lục địa Á Âu. Chúng có thể nặng hơn voi châu Phi. Loài voi lớn nhất hiện nay còn sống đến gần 2,5 tấn, 13,2 tấn so với 6 tấn, và cao hơn đôi chút, 4 mét so với 3,2 mét. Điểm lạ đời nhất của chúng là cặp ngà mọc ở hàm dưới và cong xuống dưới, thay vì mọc ở hàm trên và cong lên trên như voi hiện đại. Theo phỏng đoán là có chức năng đào rễ cây hoặc tước vỏ và lá ra khỏi thân cây. Dù mang cái tên theo tiếng Hy Lạp nghĩa là con thú khủng khiếp, nhưng kỳ thực lại khá lành tính trong hầu hết thời gian và chỉ trở nên đặc biệt nhạy cảm và hung bạo khi phải bảo vệ con non trước mối đe dọa mang tên Homotherium. Homotherium hay mèo nanh khỉ là một loài thuộc chi mèo nanh kiếm, có chung tổ tiên với loài cọp nanh kiếm Smilodon lừng danh. Răng của chúng ngắn hơn Smilodon nhưng dài hơn so với các loài săn mồi họ mèo hiện đại như hổ hay sư tử. Và dĩ nhiên, độ tàn bạo thì từ bằng đến hơn, chứ tuyệt đối không thể kém. Là thợ săn cự phách của đồng cỏ, mà tốc độ trên thảo nguyên đương thời từ châu Phi sang tới tận châu Âu, rồi sau này là tới Bắc Mỹ. Về cơ bản, có thể xem Homotherium là một con báo grepa, phiên bản siêu to khổng lồ với cân nặng gần gấp 3, tận 190kg so với xấp xỉ 70kg. Chúng không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn mà còn vô cùng khỏe, đủ sức đâm xuyên qua da dày và kéo xác những loài ăn cỏ cỡ lớn như voi hay bò rừng về nơi trú ẩn. Nhìn chung, với tình cảnh đầu đầu cũng bắt gặp thảo nguyên thế này, thì Homotherium nói riêng và họ nhà mèo nói chung cứ gọi là thỏa sức tung hoành ấy nhỉ. Tuy nhiên, công thức này không áp dụng được cho đất rừng Nam Mỹ. Phải nói rằng rất may mắn cho Homotherium và nhiều loài khác trên thảo nguyên khi phải đến gần cuối kỷ Tân Cận, phần còn lại của thế giới mới bắt đầu được kết nối với Nam Mỹ, cũng như vị vua của xứ này, chim khủng bố Ferus Rasit. Dù không có sải cánh lớn, nhưng đổi lại, Ferus Rasit lại có đôi chân dài, dẻo dai, cho phép chạy với vận tốc lên đến 100 km/h, tạo ra lợi thế cách biệt khi truy đuổi mục tiêu trên các bình nguyên rộng mở. Lúc đi săn, Ferus Rasit có xu hướng dùng chân đá văng con mồi, ghim chặt chúng trên mặt đất, rồi dùng cái mỏ nhọn cứng như lưỡi cuốc, dài đến 40cm, bổ thẳng vào nơi hiểm yếu. Nhờ có cái cổ to, khỏe, mỏ của chúng có thể dễ dàng đâm xuyên qua cả hộp sọ, kết liễu nạn nhân bằng một đòn duy nhất. Người ta tin rằng sự tồn tại của Ferus Rasit chính là nguyên nhân khiến loài thú phải cất đi nanh vuốt và náu mình trong rừng rậm. Dĩ nhiên, đất có thổ công, sông có hà bá. Nếu hệ sinh thái trên cạn của Nam Mỹ do Ferus Rasit thống lĩnh, thì khu vực ngập nước cũng xuất hiện những cái tên đáng gờm không kém. Đó là Purusaurex và Mega Piranha. Hai cái tên vừa nêu rất có thể là nguyên mẫu để những nhà sản xuất phim ở Hollywood cho ra đời những tác phẩm có tựa đề kiểu như Cá sấu ăn thịt khổng lồ hoặc Thảm họa Piranha chẳng hạn. Purusaurex là loài cá sấu lớn nhất từng được ghi nhận. Theo nghiên cứu vào năm 2015, ngay cả với những ước tính khiêm tốn nhất thì chúng vẫn dài hơn 10,3 mét và nặng đến 5,16 tấn. Riêng hàm răng đã dài đến xấp xỉ 1,5 mét và tạo ra lực cắn ít nhất 5,3 tấn. Chúng là bá chủ của hệ sinh thái ngập nước, có thể ăn những loài cá sấu nhỏ hơn, rùa, cá heo sông và dĩ nhiên là cả những con thú vô tình sa chân vào mép nước, nơi Purusaurex đắm mình. Với Mega Piranha thì không có gì nhiều để nói, bởi riêng cái tên đã thể hiện sự đáng ngại của chúng rồi. Piranha, hay còn gọi là cá răng đao hay cá cọp, thường được biết đến như một loài cá nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, dù chỉ to bằng bàn tay, nhưng hàm răng bén như dao cạo và lối kiếm ăn theo bầy đàn hàng trăm con của chúng, dễ dàng biến con mồi béo tốt thành bộ xương trắng hiếu trong chớp mắt. Bằng việc thêm vào tiền tố Mega, chúng ta thu được một con cá hung hăng y hệt, nhưng to hơn rất nhiều,
với chiều dài khoảng 71cm và nặng 10 cân. Quan trọng nhất là chúng vẫn kiếm ăn theo bầy. Cho nên, bữa ăn của Mega Piranha không khác gì đại tiệc tùng xẻo, nghe khá là đau đấy. Tóm lại, dù tự nhiên có phần hà khắc hơn, nhưng kỷ tân cận vẫn cho thấy mức độ đa dạng sinh học ở mức rất cao. Nhưng các cụ đã dạy rồi, cực vật tất phản, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thời tiết mấy chục triệu năm không hề có dấu hiệu ấm lên chút nào, mà đang ngày càng tệ hơn. Tiết trời từ chỗ se lạnh cuối thu, đầu đông chuyển sang dần rét buốt. Màu xanh của cỏ tươi hoặc màu vàng cỏ cháy được thay dần bằng đốm tuyết trắng, báo hiệu kỳ băng hà sắp đến. Băng giá từ hai cực đã lan dần về đường xích đạo. Nhưng lần này, ngoài cái đói và cái rét, còn một thứ nữa đã góp phần đẩy vô số muôn thú vào cảnh tuyệt diệt: sự trỗi dậy của một giống loài linh trưởng siêu việt. Dù không nanh, không vuốt, nhưng chúng đã vĩnh viễn thay đổi lịch sử hành tinh này. Đó là vượn người phương Nam, Allopithecus, tổ tiên sớm nhất của nhân loại. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!